Cựu quan chức Mỹ cảnh báo Ukraine không nên đụng tới Crimea. Kế hoạch của Ukraine nhằm giành lại bán đảo Crimea từ Nga có thể dẫn đến xung đột lan sang các nước châu Âu. Ông Dirk Bendow, cựu quan chức dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nhận định. Theo cựu quan chức Dirk Bendow, mục tiêu của Mỹ ở Ukraine nên là kiềm chế những tác động của cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có quyền mơ về việc giành lại bán đảo này, nhưng chính quyền Tổng thống Biden nên dựa vào chính sách về Ukraine trên thực tế. Ông Bendow bình luận. Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã nhắc lại mong muốn giành lại bán đảo Crimea. Chúng tôi sẽ quay lại đây. Tôi không biết chính xác là khi nào, nhưng chúng tôi đã có các kế hoạch và chúng tôi sẽ quay lại Crimea bởi đây là vùng đất của chúng tôi và của người dân chúng tôi. Ông Zelensky khẳng định. Theo ông Bendow, các kế hoạch của ông Zelensky không thực tế bởi thậm chí được Mỹ trang bị nhiều vũ khí hơn, Kiev vẫn không thể giành lại tất cả vùng lãnh thổ đã mất. Hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Ông cho biết, nếu tình hình của Nga không thuận lợi, nước này sẽ ban bố lệnh tổng động viên thay vì động viên một phần như thông báo hôm 21 tháng 9 và thậm chí triển khai các vũ khí phá hủy hàng loạt để đạt được các mục tiêu ở Ukraine. Cựu quan chức Mỹ cho rằng, dựa trên tình hình hiện nay, cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea sẽ buộc Mỹ và châu Âu phải tăng cường ủng hộ Kiev và làm tăng rủi ro bị kéo vào xung đột. Theo ông Bendow, những lợi ích cốt lõi của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine là kiềm chế các tác động của nó và đảm bảo rằng cuộc chiến này sẽ không lan rộng sang các nước châu Âu và không dẫn đến kịch bản Mỹ phải can dự vào một cuộc chiến không cần thiết và không mong muốn. Bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm giành lại Crimea hay mở rộng mục đích chiến tranh sẽ làm suy yếu tất cả lợi ích trên, ông Bendow cảnh báo. Cho biết, không có bằng chứng thuyết phục về việc người dân Crimea muốn quay lại Ukraine. Vì vậy, quan chức Mỹ cho rằng tình trạng của bán đảo này có thể sẽ trở thành quân bài mặc cả quan trọng cho Ukraine trong cuộc đàm phán hòa bình với Nga.